Thể theo yêu cầu các bạn thì bây giờ mình sẽ xây bồn tắm nước nóng nha. Bạn nào kêu mình xây bồn tắm nước nóng thì hãy mau 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 vô bình luận nhận hàng nha. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy ra là cái Couple Sunspear. Ok, đặt xuống đây. 1, 2, 3, 4, 5. Xoay sang đây. Đặt xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xoay sang đây. 1, 2, 3, 4, 5. Xoay sang đây. À, thêm cái đi các bạn ơi. 6, rồi xoay sang đây. Nối phần này lại các bạn ơi. Ok, chúng ta đã có như thế này rồi. Tiếp theo lấy cái bớt trap door. Đây, làm như thế này. Xung quanh, chu vi của cái này nha các bạn. Đứng trước cái này đục xuống 2 ô. Lấy ra cái 6 stand đặt vô các bạn ơi, cái này là để tạo bong bóng nè. Rồi cho nước nó sủi bọt lên để cho nó làm nước nóng đó các bạn. Rồi đặt vô. Bước vô cái hồ. Xung quanh cái hồ thì bạn đục ra. Đặt cái cobblestone vô cho bạn cho nó đồng màu nha. Rồi chúng ta làm bốn phía luôn. Lấy ra cái xô nước, đổ nước vô hồ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Kênh TikTok của mình thường đăng các video ngắn dưới 10 phút. Nếu mà cái video trên 10 phút thì mình thường đăng trên kênh YouTube. Nên các bạn hãy vào kênh YouTube để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực để làm nhiều video hơn cho các bạn xem nha các bạn. Các bạn muốn mình xây cái gì thì các bạn hãy bình luận bên dưới giúp mình nha. Các bạn nhớ qua kênh YouTube đăng ký giúp mình nhé.